À, thì cái này chúng ta vận dụng vô này thì đầu tiên chúng ta có là bình phương của số hạng thứ nhất đúng không? Đúng chưa em? Thì số hạng thứ nhất ở đây chính là A cộng B đúng không? Có đúng như vậy không? Là A cộng B này, à, tất cả bình phương này cộng cho gì? Hai C. lần tích đúng không? Số hạng thứ nhất là A cộng B, à, số hạng thứ hai là C, và cộng cho bình phương số hạng thứ hai là C bình phương. Được chưa? Vì cái này chính là bằng gì ạ? Tiếp tục thì bây giờ chúng ta sẽ khai triển này ra. Bây giờ A cộng B bình phương bây giờ ta áp dụng đi hai định thức. Đúng không? Đó là A bình phương cộng cho gì? Đây. B bình phương và cộng cho hai lần A. AB. Rồi chỗ này em khai triển nhân đa thức ra thì nó sẽ có là gì? Nhân tung ra tức là hai lần A. AC cộng cho hai lần gì B. BC và cộng cho C bình phương. Sau đó chúng ta sắp xếp lại đúng không? À, ta sắp xếp các cái bình phương của ba số hạng lại với nhau. Và lúc này ta sắp xếp là A AB cộng cho hai lần A ABC và cộng cho hai lần gì A AC. Hiểu được chưa? Đó, tương tự như thế thì chúng ta sẽ áp dụng trường hợp này đúng không? Được chưa nào? Thầy hướng dẫn như vậy thì chúng ta nắm được chưa nào? Được chưa? Bạn nhớ chứ không là quên ngay. Được chưa? Ừ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu. Thầy quay lại một chút nữa, em chưa ghi xong rồi. À, chúng ta cần nhớ như thế này thôi, được chưa nào? Rồi sao mà được? Rồi thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ ôn tập rồi thì bây giờ này chúng ta sẽ vận dụng vào, chúng ta sẽ rút gọn làm cho thầy đi, tức là điền cái đơn thức tích hợp vào dấu sao trong định thức sau cho nào, rồi chúng ta làm. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta vận dụng vào ta làm được không? Câu số 1. Bây giờ điền vào được không? Để cho nó thành định thức. Được chưa? Chúng ta học rồi, đúng không? Cái này chúng ta học nhiều rồi. Cho nên Hãy
Mình thầy là 8x3 cộng 36x cộng 54y bằng 2x cộng 3y thầy. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là gì? Chúng ta đánh giá được cái hai kiến thức này có dạng là gì em nè? Dạ Là thầy là A cộng B tất cả mũ 3 đúng không? phương một Đúng tập không? Thì cái này chính là bằng A mũ 3 cộng cho 3 lần ba A lần bình a B cộng cho 3 lần A B bình và cộng cho B mũ 3. Nên như vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định được là cái số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai thì căn cứ vào đâu? Thì chúng ta thầy. phải căn cứ vào vào cái vai trò vào cái dạng của các hàng tử này. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy có hai hàng tử đó là A mũ 3 và B mũ 3. Đó. Thì chúng ta phải tìm được là hai cái hàng tử nào mà viết cái dạng là lũy thừa với số mũ 3. Như vậy thì cái phần cơ số chính là gì? Chính là số hạng thứ nhất. Đúng không? Và còn cái số mũ là mũ 3 rồi đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm cái cơ số nào mà chắc chắn nếu mà có phần biến thì phần biến sẽ có số mũ là 3. Như vậy ở đây thấy là chính là 8x mũ 3 và 27y mũ 3 thì nó có cái mũ 3 này. Như vậy chắc chắn nó chính là cái gì? Là chúng ta phải tìm cái cơ số nào đó, đúng không? Phải tìm cái hạng tử nào đó mà sau phải tìm được là nó viết cái dạng dưới lũy thừa 3 của số nào. Đúng không nào? Thì 8x mũ 3 thì đây chúng ta hiểu là bằng gì nào? Chính là bằng gì? 2x tất cả mũ mũ 3. Còn 27 3 27 thì cái này chính là bằng gì? 3 3y tất cả mũ mũ 3.3 Như vậy chúng ta sẽ đặt chúng ta sẽ và chắc chắn thì cái này chính là gì em? Như vậy rõ ràng thì cái này chính là gì nè? Có phải là chính là 2x không? Như dạ vậy số hạng 2 thứ nhất là 2x. Đúng 2x không? 2x. Và cái thì cái này còn lại chính là gì? Đúng còn lại là 3y. rồi thì cái này chính là gì? 2x. Thì cái này chính là gì? 3 3y. Được chưa? Chúng ta đánh giá được không? Đây. Như vậy thì rõ ràng cái số hạng tiếp theo đây chính là gì? 36 Số hạng tiếp 36x theo cộng đây phải là gì? 3 lần của gì đây? 3 lần 3 nhân với gì nè? Nhân với 2x tất cả mũ 3 đúng không? 2x tất cả mũ mũ 2. Được chưa nào? Rồi cộng cho gì nữa? Rồi cộng cho nhân cho 3y đúng không? Nhân cho 3y. Đó, rồi tiếp tục số hạng ra phải là gì? Là 3 lần gì đây? 3 nhân cho gì em? 2 2x đúng không? Nhân cho gì? Mở ngoài được ra là chỉ 3 3y tất cả gì đây? Mũ 2. Như vậy thì đó là chúng ta sẽ điền như vậy cái này rút gọn đi thì cái này chính là bằng gì? Thì cái này chính là bằng gì em? 3 3 cho 4 cho 12. 16 3 4 12 12 3 là 36 x bình y. Hiểu được chưa? Vâng. Hãy còn cái này chính là bằng gì? 27 nhân 2 là tức là 54 x y bình. Như vậy chúng ta cần điền vô cho nào. Rồi tương tự như thế thì câu số 8 ta làm được không? Câu số 2. Được. Câu số 2 thì ta cũng đã bình thường chưa nào? Rồi bây giờ làm giúp thầy đi, câu số 2.
Được chưa? Thì bây giờ vận dụng vào chúng ta chỉ thấy Được. thôi. Được. 8x mũ 3 cộng 12x mũ 2 cộng 6x y mũ 2 thôi. Thì cái này chính là bằng gì? Thì 8x bình thì ở đây chúng ta biến đổi nó thành là gì nè? 2x mũ 3. Thì cái này chính là bằng gì? 2x tất cả mũ 3. Và chắc chắn cái số hạng còn tiếp theo nữa là gì nè? Ở chỗ này là cộng cho Cộng 3 lần 3 3 lần lần đây x 2 bình, cho nên chắc chắn là gì? 2. Và tiếp tục là cộng cho 3 2x y bình đúng không? Vì 3 nhân 4 12 như vậy số hàng này chính là gì? Y. Chúng ta căn cứ vào đây vì 3 lần gì? 2x bình là 3 nhân 4 là 12 rồi 12x bình rồi, như vậy cái hệ số là 12 là đã thỏa mãn rồi đúng không? Cho nên chắc chắn thì rõ ràng sẽ nhân thêm y nữa, như vậy y chính là số hạng thứ hai. Và tiếp tục ngay chỗ này phải cộng là y mũ mũ 3. Đúng chưa? Đúng không? Thì chỗ này chính là gì? 6x y bình cần điền vào. Được chưa? Và cộng cho gì là y mũ 3. Rồi, như vậy cái số hạng này bây giờ thì cái này chính là 2x và cái này chính là y. Dạ. Đó, chúng ta nắm được chưa nào? Đó. Rồi tiếp tục bây giờ câu số 3. Rồi câu số 3 chúng ta cũng làm tương tự thôi để chúng ta tìm. Thứ hai là x mũ 3 trừ 6, 6x mũ 2y cộng 12x y mũ 2 trừ 2y mũ 3 bằng x trừ 2y tất cả mũ 3. Nhiều. X mũ 3 trừ 3 nhân x mũ 2 nhân 2y là 6x mũ 2y. Thì chúng ta cũng làm bình thường thôi, được chưa? Rồi thì chỗ này chính là gì? Kết quả chúng ta sẽ x. Ở đây chúng ta số hạng thứ nhất là x. Ở chỗ này số hạng thứ hai là 2y. Đúng không? Chúng ta nghe chỗ đó là trừ cho 3 lần gì đấy. 3 lần thì x bình phương
nhân cho 2y và và chỗ này tiếp là gì nè, chỗ này là 2 8y mũ 3 đúng không, còn chỗ này chính là gì, là 3 lần gì đây, là x nhân cho, đúng chưa? Đó thì cái này chúng ta 6 x bình phương y, còn cái này là 12 x y bình, được chưa? Rồi tiếp tục bài số 4. Câu số 4 nè. Cái đó là 3x trừ 2 3 nhân 3x cộng 2 là thì cái này chính là bằng gì? X 3x, 3x trừ cho 2 và cộng cho vậy 3x cộng cho 2 đúng không? Chính xác, tiếp tục. Câu số 5. Số 5 đi nào. Hay là 3x trừ 1 nhân 3x cộng 3x cộng 1. Thì ở đây chúng ta thấy là cái này á, thì nó chính là cái hàng định thức số mới nào. Thì cái này là 2x, 3x đúng không? Tất cả mũ 3 trừ đi vậy, chịu 2 lập phương. Thì cái này chính là bằng gì? Thì chỗ này chính là bằng gì? 3x. 3x bình phương đúng không? Tức là cộng cho gì? X bình phương thiếu của một một tổng. Đúng chưa? Đó thì cái này chúng ta sẽ rút gọn là bây giờ sẽ thành là cái này thôi, đúng chưa nào? Đó. Thì giờ cái này chính là bằng gì? Được chưa? Rồi tiếp tục, bây giờ câu số 6 chúng ta làm được không?
À, câu số 6 đây chính là gì em? Con số 6 Ừ. và ba x ba cộng một hai bảy cộng hai bảy cũng ba Là sao? trừ một cộng một cái này 27 x a mũ 3 cộng 1 bằng 3 x cộng 1. Nhân cho gì? Ngang trên x mũ 2 trừ 1 cộng 1 Trừ gì bao nhiêu? Trừ gì đây? Cái ta. này thì là học rồi. Bình phương thiếu của một gì? Một hiệu đúng không? Thì chỗ này chính là gì? A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng gì đây em? Bằng cái tổng Ba hai số mà nhân cho gì? Bình phương thiếu của một đúng không? Do à. nếu chỗ này vô trừ thì chỗ này vẫn là vô trừ, nhưng mà bây giờ trở thành là gì? Cộng vì chỗ này thành là gì đây? Trừ thành cộng cộng trừ đó, như vậy thôi. Nhưng mà chỗ này chắc chắn là dấu trừ đúng không? Đây nè, dấu trừ vậy. Số hàng thứ nhất nhân với số hàng thứ hai, số hàng thứ nhất em xác định được chưa? Ba Số hàng thứ hai một ở như vậy chỗ này là a nhân b chứ là gì? ba Ba gì? cộng một a Ba ba x ba x nhân cho một là bằng ba x đúng chưa? yeah. Rồi cộng cho rồi tiếp tục câu số 7 nè. Rồi câu số 7 em hoàn thành đi cho thầy đi. Thầy sẽ em làm cho thầy ba câu nữa luôn đi nè. Yeah. Câu 7, câu 8, câu 9. Hai
Rồi thì bây giờ câu số 7 nào.2x cộng 1 bằng 2x, 2 của 2 cộng 4x cộng x thành Rút gọn luôn ra thì cái chỗ này chính là bằng gì nè? Số hạng thứ nhất học rồi, chúng ta khai triển và học thuộc cái hàng đẳng thức chứ phải vận dụng thành thạo coi nè. 2x cộng 1 tức Ở đây bằng là 2. gì? Bình phương của số hạng thứ nhất đó là chúng ta có là gì? Là 2x đúng không? 2x tất cả bình phương đúng không nào? Gì nữa? Cộng cho gì? Hai lần số hạng thứ nhất, số hạng hai chính là 4x, cái chỗ này chính là gì? Cộng cho một. Ở chỗ này 2x chính là chúng ta rút gọn chính là gì? Thành là gì? Thành là 4 đúng không? 4x bình. Được chưa? Như vậy rõ ràng số căn điền ở đây chính là gì? Bốn bình với cộng một. Được chưa? Như vậy nắm được chưa nào? Nắm được chưa? Rồi tương tự thì chỗ này chính là gì? Cái này 4x bình cho nên rõ ràng chúng ta hiểu là đây chỉ có 3 số hạng thôi. Nhìn đây nè. Thì chắc chắn nó sẽ là gì? Đây chính là dạng gì? Bình hiệu 2 thì hiệu bình phương một hiệu đúng không? Nhưng vào đây thì căn cứ vào hai số hạng mà chứa mình biết cái dạng bình phương thì cái phần cơ số chính là số hạng thứ nhất. Đúng không? Thì 4x bình thì chính là bằng gì em? 2x 2x 4x bình thực ra chính là bằng gì? Hay bằng 2x đúng không? mũ 2x tất cả gì đây? Mũ 2. 2 Đúng không nào? Cộng cho gì đây? Cộng cho xin lỗi chỗ này dấu trừ thì chỗ này vẫn bảo dấu trừ thì hai lần tích đúng không? 2 nhân cho gì đây? Số hạng thứ nhất đấy chắc là 2x. 2x Đúng không? cộng Nhân cho số hạng thứ nhất thứ hai nó chính là 1. Đây, nhìn ở đây nè. Đúng không? Chỗ này nhân cho 1. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cộng cho gì đây? Cộng cho một bình. Đúng không? Đó, như vậy rõ ràng thì cái này chúng ta phải điền vô là chỗ này là thành gì? Là thành gì đây? 4x Thì chỗ này chúng ta phải thành là 4x đúng không? 4x. Chưa? Và chỗ này thì chắc chắn ngay chỗ này chúng ta còn phải điền đó là gì? Thì chỗ này chúng ta còn phải điền là 2x đúng không? Đó, 2x hiểu chưa? Đó, và thôi chỉ có đơn giản vậy thôi đúng không nào? Tương tự bây giờ câu số 9 thì chỗ này đã làm được không? được. Đây là bình phương bằng tổng nhân hiệu hiệu hai tổng thì tức là chỗ này chính là bình phương số thứ nhất là ba bình phương thì chỗ này chính là gì? 4x bình phương ngay chỗ này trở thành là gì? Là Hai sao 4x bình bình 4 hai sao là 2x bình 4 x bình phương 4x bình phương tức là thành gì? 16 x đúng không? Bình. Tương tự thì cái này chúng ta làm được không? Tương tự em làm được không? bốn Cái chỗ này chính là thành gì? chung Thì chúng ta nhớ là chúng ta đã học rồi đúng không? Ta có một cái tính chất là số A này có thể được viết dưới dạng chính là bằng gì? Bằng căn A bình phương với điều kiện là gì? A nó phải lớn hơn. Đúng không? Hiểu không? Alo. Đó thì bây giờ ta vận dụng vô thôi. Thì bây giờ rõ ràng 4x bình đúng không? Bây giờ đầu tiên chúng ta triển khai về cái dạng chuẩn của nó nè. Thì cái này chính là 2x tất cả bình phương đúng không? Còn cái số 3 này nè, chúng ta có thể chuyển về bình phương, tức là căn bậc 2 của 3 bình bình phương. Và sau đó chúng ta vận dụng hàng đẳng thức vô đúng không? Hiệu 2 lập, hiệu 2 bình phương. Thì cái này chúng ta làm được chưa? Đúng không? Thì cái này không phải là gì? Như vậy rõ ràng cái số hạng thứ nhất nó chính là gì? 2x đúng không? Số hạng thứ hai là gì? Là căn căn A 3 tam là ba. căn 3 chứ. A chúng ta phải hiểu chỗ này A trừ B thì cái này chính là bằng gì? A nhân cho A cộng cộng B thì đúng chưa? Thì đó thì chúng ta sẽ làm ra là bao nhiêu? Trường một. Rồi được chưa? Như vậy rõ ràng thì cái này chính là gì?
2x trừ cho căn 3 và nhân cho gì ạ? Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Có khó chỗ nào không? Alo. Dạ không. Rồi. Như vậy đó là cái dạng mà chúng ta điền quyết. Và cái dạng này buộc chúng ta phải thuộc hàng định thức, thành thạo hàng định thức. Không những thuộc mà chúng ta phải hiểu nha, chúng ta phải nhanh chưa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua là cái dạng là chứng minh của biểu thức dương hay âm với mọi giá trị của biến x. Được chưa? Bây giờ chứng minh biểu thức dương hay là âm với mọi giá trị của biến x chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm được không? Nha, chúng ta đi qua cái dạng toán, được chưa? Cái dạng toán là chứng minh, được chưa nào? Chúng ta làm được không nào? Dạng toán là chứng minh, được chưa nào? Chứng minh. Chứng minh biểu thức này dương hay là âm với mọi giá trị của phân x thì chúng ta làm quen cho thầy. Bây giờ làm sao để chúng ta chứng minh cái biểu thức này dương hay âm với mọi giá trị của x? Làm sao nào? Thì chúng ta sẽ một là chúng ta đưa nó về dạng hàng định thức. Hiểu nào? Đưa nó về dạng hàng định thức. Được chưa? Tới vận dụng vào. Chúng ta sẽ đưa nó về cái dạng hàng định thức này, chúng ta cái phương pháp giải đây chúng ta ghi nó vào chỗ nào, rõ không? Đó, cái phương pháp ở đây á là chúng ta sẽ ở đây thầy sẽ đưa nó về cái dạng là gì đây, dạng hàng định thức, dạng bình phương. Yeah. Ví dụ như là cái biểu thức A mà có dạng là gì, dạng viết là dạng bình phương của một số của thì rõ ràng cái A này thì biết rồi thì nó luôn là không ạ, đúng không? Rõ không ạ? Dạ. Thì có nghĩa là chứng minh cái biểu thức này không ạ thì chúng ta có thể biến đổi biểu thức A này. Hiện là bây giờ để chứng minh cái biểu thức này dương thì thông thường chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ biến đổi biểu thức A này sẽ bằng gì? Bằng bình phương của một số, được chưa? Bình phương một số rồi cộng thêm một cái C, với C đó là một hàng số dương thì lúc này chắc chắn là gì em nè? Cái A này phải là lớn hơn không ạ? Có hiểu vấn đề không? Hiểu chỗ này không? Rõ không? Đây là cái gì đó cho chưa rõ đúng không? Dạ. Thì ví dụ với như ví dụ thế này, cái biểu thức mà chúng ta có cái biểu thức A chúng ta rõ ràng là bằng gì? X bình phương cộng 1 thì chắc chắn rằng cái biểu thức A này nè là một số gì em? Chúng ta đánh giá được không? Cái số A này rõ ràng là nó luôn luôn dương với mọi x, phải đúng không? Dạ. Phải không nào? Dù là con x này là một giá trị nào nữa thì rõ ràng khi mà khi em bình phương một số mà bình phương luôn luôn là cái số này luôn luôn là gì em? Lớn hay là bằng không, tức là tối thiểu của nó là bằng không, đúng không? Nó không phải âm, đúng không? Được chưa nào? Tối thiểu nó là nó bằng không rồi hả? Nhưng mà khi mà nó cộng với số 1 nữa thì rõ ràng nó lớn hẳn hơn không, không không đúng không, đúng không? Một số không âm bây giờ cộng với một số dương nữa chắc chắn nó sẽ lớn hẳn hơn không như nữa. Dạ. Yeah. Đúng không? Phải chưa? Hiểu chưa? Yeah. Được chưa? Đó, thì chúng ta phải nắm cái chỗ này. Đó, thế là mình đi chứng minh một cái biểu thức nó dương hay âm thì chúng ta tắt cái biểu thức A đó. Nhưng mà muốn tắt được ấy, thì chúng ta phải thuộc cái hệ định thức. Phải tắt nó ra. Em hiểu vấn đề chưa? Yeah, rồi. Thì tương tự thế này thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì nào? Trừ của một gì A cộng B bình phương thì cái này một số âm, bởi vì chúng ta biết rằng là cái số là gì em nào? Cái số A cộng B bình phương là một số dương thì bây giờ ta thêm một chỗ trừ vô nữa tức là bây giờ nó là một số âm, đúng không? Một số âm thì chắc chắn nó sẽ bé mình không, có đúng không nào? Rõ chưa? Được chưa? Alo. Dạ. Yeah. Đó, được chưa nào? Tiếp theo thì chúng ta là biểu thức A có dạng là trừ A cộng B bình phương và trừ cho C, với C là hàng số dương thì A là luôn là số âm. Bởi vì cái này chúng ta biết rằng là cái này ví dụ như cái biểu thức A chúng ta đây sẽ bằng là trừ X bình phương rồi trừ cho 5. Đúng không? Thì chắc chắn thì cái này như thế nào em nè? Cái này là một số gì đây?
Tại đây kéo trừ ra ngoài đúng không? Thì đưa vào trong này. Cộng cho 5 đúng chưa? Có phải không? Dạ. Bây giờ chúng ta cái số này là số gì đây? Số lớn hơn 0 rồi. Đúng chưa? Một số lớn hơn 0 bây giờ nó thêm dấu trừ nữa, bây giờ thì là số âm. Phải không? Thì suy ra chỗ này phải biết không không? Phải. Được chưa? Hiểu chưa? Rồi. À, chúng ta chép cái dạng nó vào được không? Chép nó vào. Chép nó vào được chưa? Phải kéo đi tiếp. Chép cái phương pháp nó vào để chúng ta ta là giải nó ra cho là xong. Được chưa nào? Đó thì chúng ta sẽ bấm cái xong rồi đã, rồi đã được chưa nào? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ rồi được chưa em? Đó. Rồi chép xong chưa? chưa rồi. Đó chỉ trong trường là nó rơi vào trong các trường hợp này thôi, chưa nè. Đó trường hợp là A có dạng là gì? Đấy, chưa? Tiếp tục là A có dạng là thì cái này thì phải nhớ là gì nè? Đó, chỉ cần nhớ cho thầy là A cái này được chưa? Rồi. Còn trường hợp này là gì? Là A nó lớn hơn không? Còn trường hợp là gì? Trừ A thì cái này đảm bảo là chúng ta biết rồi đúng không? Thì cái này là chúng ta dễ dàng đánh giá được. Thì cái này là lớn hơn biết không? Tương tự thế thì cái này chúng ta cũng đánh giá được. Thế này. Đó. Như vậy ta nắm được chưa? Chưa xong chứ. Nhanh thôi mà, đúng không? Thầy kéo xuống một xíu, kéo xuống cái hàng cơm xuống. Rồi, đó, chưa? Dạ rồi. Bây giờ tôi sẽ vận dụng vào chúng ta đi, đi chứng minh thôi cho nè được không? Thì bây giờ tôi vận dụng vào nhé, bài tập chúng ta vận dụng vào. Được không? Thì bây giờ ta vận dụng vô. Được.
Rồi bây giờ bạn dùng làm giúp thầy coi. Vậy để chứng minh đó là một số bé không đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa nó về cái dạng gì? Nó dạng là gì? À, trừ bình phương đúng không? À, nó cộng cho một cái gì? À, trừ cho một cái số C nào đó, được chưa? À, đưa về cái dạng này, à, biến đổi về cái dạng này được không? Được nào? Được chưa? Hiểu không? Tức là bây giờ chúng ta sử dụng tách kép nó ra, thì bây giờ chúng ta có là gì? Trừ x bình phương cộng cho 4x trừ đi 5. Thì để biến đổi được thì đầu tiên chúng ta phải nhớ là để sử dụng được hàng định thức á, thì chúng ta phải nhớ là gì nào? Cái số hàng đầu tiên phải là gì? Nó phải là bình phương số hàng thứ nhất, còn đây là dấu trừ. Bây giờ muốn làm cho có hàng định thức thì bây giờ chúng ta phải đưa dấu trừ ra, chúng ta sẽ đưa dấu trừ ra ngoài dấu mày, thì nó sẽ ngược lại với vậy, nó cũng giống như là bây giờ bỏ dấu trừ thì đúng không, thì đưa vào cái số hạng vào trong đưa dấu trừ, thì bây giờ chúng ta đưa dấu trừ ra ngoài dấu mày thì chúng ta phải đổi dấu, và cho các số hạng bên trong thì chúng ta chỗ này phải đổi dấu đúng không, và chúng ta đi xử lý cái biểu thức bên trong dấu mày. Chúng ta quan tâm bên trong mà, thì chỗ này là trừ x bây giờ đưa vào trong sẽ thành cộng x đúng không, 4x thì bây giờ đưa vào trong sẽ thành là gì, vì nó ngược mà, khi đưa hay là bỏ bỏ những mặt thì bây giờ ta đưa là những mặt vào thì nó sẽ làm giống như là thôi, được chưa? Bây giờ rõ ràng, bây giờ rõ ràng chúng ta biểu thức bên trong những mặt là đảm bảo là chúng ta đã có thể đưa về dạng hàng định thức chưa nè, đúng không? Muốn đưa về dạng hàng thức thì cái số hạng mà bình phương thì nó phải là gì, là không có âm đúng không, không vô trừ trước đúng không đó, cho nên dấu trừ chúng ta viết lại đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì, ta thấy cái có sự gián dấp xuất hiện ở đây chưa, như vậy đó đang bình phương số hàng thứ nhất này là x này đúng không, ở chỗ này trừ chắc chắn phải là trừ hai lần tích đúng không, số hàng thứ nhất là x đúng chưa, đúng không em, thế thì số hàng thứ hai phải là bao nhiêu, số mấy, bởi vì con trừ 4x ra nè em tách ra là thành là gì, là trừ 2x, thì chỗ này nhân với bao nhiêu nữa, Nhân cho hai nữa. đúng rồi, nhân cho 2 đúng không, nhân cho 2 thì theo hàng định thức chúng em là để hàng thức thì cái số hạng tiếp theo phải là gì, phải là gì Ba. nè, bình phương số hạng thứ nhất trừ cho 2 lần tích số hạng thứ nhất nhân với số hạng thứ hai, thì số hạng thứ hai là 2, như vậy chỗ này để tạo thành hàng định thức thì chỗ này phải thêm nó vô thành gì đấy, x bình phương thì biến đổi ra thành để yên, còn cái trừ x thì tách ra thành là gì, hai lần tích của số hạng thứ nhất đúng không, với số hạng thứ hai, số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ hai là 2, như vậy rõ ràng tiếp theo là gì, học rồi hàng định thức rồi, để tại hàng định thức thì chỗ này phải là gì, alo, thì để tạo thành hình thức ngay chỗ đó phải là gì, con số bao nhiêu, học rồi áp dụng vô, Cảm cực kỳ dễ luôn mà em đừng có quan tâm chỗ này, bây giờ để muốn tạo thành hình thức á thì chúng ta có là bình phương số hạng thứ nhất đúng không, trừ cho hai lần tích số hạng thứ nhất nhân với số hạng thứ hai và cộng cho gì, cộng cho gì em, ủa sao tới bước này là rối rồi hả, Năm phần hai thầy. sao là cộng 5 phần 2 chứ, em cứ căn cứ vào chỗ này nè, em bây giờ em thuộc cái hàng định thức không, Có. a bình phương trừ cộng trừ cho hai lần AB muốn trở thành hàng định thức á thì chỗ này phải là B gì, mũ 2. à, bây giờ mà mong muốn thành tách nó thành cái này mà bây giờ chúng ta không biết là AB
là chỗ này là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta muốn trở thành hạng thức thì ta phải căn cứ vào đây này, bình phương số hạng thứ nhất này trừ cho hai lần tích số hạng thứ nhất này nhân với số hạng thứ hai. Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ hai là hai, như vậy thì chỗ này phải là gì? Hai mũ hai. Ừ, 2 mũ 2. Thì có nghĩa là bây giờ 2 mũ 2 đề bài trên đâu có đâu, tức là có nghĩa là ta đang thêm vào đúng không? Dạ. Để thêm vào thì rõ ràng chúng ta phải bớt ra. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ thầy sử dụng thử nghiệm là thêm bớt hạng tử vào. Thì bây giờ nè, cái x bình phương là viết lại nè, cái trừ 4x là viết lại nè. Như vậy chỉ có cái 2 mũ 2 đây là ta thêm vào đúng không? Và thêm 2 vào thì bây giờ phải bớt 2 ra. Đúng không? Bớt đi. Đúng chưa? Vậy còn con 5 hạ xuống. Còn con 5 hạ xuống, được chưa? Được chưa? Đó là tách, mới tách xong bây giờ nhóm. Tiếp theo là chúng ta nhóm lại nè. Được chưa? Nhóm thì phải nhóm gì? Nhóm theo cái gì? Cái bộ ba này để tạo hạng thức. Thì em bây giờ chúng ta thấy cái bộ ba nhóm chưa nào? Được chưa? Thì cái mà bộ ba tạo thành hạng thức là nhóm lại một. Một cộng được không? Ở chỗ này một cộng này. Được không? Ừ. Nhóm là một cộng, còn cái cộng lại thì ta nhóm riêng ra, để cho cái trừ 4 này cộng với 5 thì ta gom lại thành gì em? Rút gọn đi. Cái này ta nhóm lại thì giờ còn cái văn thừa ra ta nhóm rút gọn lại bằng mấy này? Trừ 22 là 4 này, trừ 4 cộng với 5 là bằng bao nhiêu? Trừ 4 cộng 5 cộng 1. À cộng với 1 đúng chưa? Có phải không? Rồi. Đó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là cái thì có phải là chính là bằng gì? Dấu trừ thì viết lại nè. Còn cái trong dung mạch này chính là bằng cái gì? X Ừ. mũ 2. X mũ 2 trừ 2x nhân cho 2 cộng 2 thì cái này có phải là hạng định thức không? Không nhớ, xin lỗi là dấu trừ. Được không? Ý. Hơi lớn một xíu rồi. Được chưa? Đúng không? Yeah. Và cộng cho trong một, và chú ý luôn luôn là đóng mắt lại chỗ này, được chưa? Thì như vậy đầu ra là chúng ta chỉ dễ thói rồi đúng không nào, là chúng ta chỉ thói được là cái này á, thì vì chúng ta đánh giá được là gì nè, vì ở đây nè chúng ta biết rằng là x trừ 2 tất cả bình phương thì bình phương một số bao giờ là cũng gì, lớn bằng không với mọi x, nên ta suy ra được là gì nào, cái x bình phương trừ 2 này đúng không, đã số này là đã không âm, bây giờ em cộng thêm một số dương nữa thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn không với mọi x, đúng chưa? Đúng không? Thì bây giờ thả thêm gì ra, dấu trừ vô cả biểu thức này thì rõ ràng là sẽ trở thành là gì, biết không? Đúng chưa nào? Đúng như vậy không? Thì rõ ràng cái này có phải là nó, thì lúc này chúng ta suy ra được là cái này nó sẽ như thế nào, từ đó ta suy ra được là cái này là đúng không, em biết không có Mỹ không, đúng không, đúng không, hiểu chưa? Đúng không? Một số dương mày là biết không, bây giờ thêm dấu trừ vô thì trở thành số âm, mà số âm là biết không, hiểu đơn giản như vậy được chưa nào, được chưa? Rồi tôi kết luận vậy sao? Vậy thì chúng ta có được là gì? Được chưa? Vậy thì kết luận được chưa nào? Vậy là chúng ta đã chứng minh được rồi đúng không? Được chưa? Hiểu không? Đó. Tương tự như thế thì bây giờ em tự tách ghép được không nè? Làm được không? Câu số 4. Câu B nè. Ok.
Thầy cho em hỏi xíu, x mũ 4 mới có thể tách ra đúng không x mũ 4 thì bây giờ chúng ta phải làm sao để có hạng định thức là được. Yeah. Bây giờ chịu khó mình tách thử xem. thầy? X mũ 2, x cộng x. Bây giờ chúng ta tách như thế nào? Chúng ta tách thử xem nào. Một bốn Bây giờ chúng ta tách được không? Bây giờ chúng ta thấy là gì nào? Ở trong hộp này x mũ 4 cộng 3x bình cộng 3 thì bây giờ chúng ta phải xác định được thì đây chúng ta chỉ đưa về gì? Số hạng thứ nhất chúng ta để có hạng định thức thì chúng ta nhớ là gì? A cộng cho B tất cả mũ 3 đúng không nào? Xin lỗi là A cộng B tất cả mũ 2 thì nó chính là bằng cái gì? A cộng B bình phương đúng không? Thì chính là bằng A bình phương cộng cho hai lần AB và cộng cho B bình phương. Bây giờ làm sao để chúng ta thấy là trong hộp này á thì chúng ta thấy là cái A bình phương thì có thể là số nào? 3x mũ 2 X mũ 2 có dạng bình phương được không? Ừ. Nếu như bình thế thì rõ ràng làm sao nào? Có phù hợp không? Bây giờ cái x mũ 4 này nè thì có thể viết cái dạng là bình phương một số không? Có phải không nào? yeah. Có đúng không nào? Bình phương số hạng thứ nhất. Như vậy tiếp theo phải là gì nào? Phải cộng cho hai lần tích đúng không? Hai lần tích số hạng thứ nhất là 2 2x bình. Thì số hạng tiếp theo phải là gì?
Thì trong bài toán người ta không có cho, mà cho người ta cho là 2x bình, 3x bình mà đây là 2x bình, thì bây giờ ta thêm bớt vào đúng không? Có nghĩa là con số 2 này, đúng chưa? Ta đang thêm vào, đúng không? Con số 3 đây giờ, ở chỗ này có x bình không nè? Ở trên là có x bình, ở dưới có x bình nè. Bây giờ nó thiếu một số 3, bây giờ ta thêm 3 vô, được chưa nào? Thêm 3 vô chỗ này được không? Được. Được. Thêm 3 vô như vậy là chỗ này chính là 3x bình. Nhưng mà bây giờ có nghĩa là nó sẽ dôi ra con số 2 này, có nghĩa là thầy đang thêm số 2 vào, thì thêm 2 đó, đó là thầy đang nhân 2 vào, nhân thêm 2 thì buộc chúng ta phải chia lại cho 2 đúng không? Thì chia cho 2 thầy gom vô luôn với con số 3 này là 3 phần 2 để anh chi, để xuất hiện như vậy hai lần tích số hạng thứ nhất là x bình, cái số hạng thứ hai chính là gì? 3 phần 2. Nhưng mà tiếp theo để tạo thành hình thức thì chỗ này phải là gì em? Tiếp theo để tạo thành hình thức thì chỗ này phải là gì? Đó, nhìn vào đó nè, nhìn vào đó nè, chúng ta phải đưa về ba cái số hạng này thì mới tạo ra hình thức chứ. Thì chỗ này tiếp theo phải là chỗ này phải là gì? 3 mũ 2. Sao là 3 mũ 2? Không, đây bình phương số hạng thứ nhất cộng cho hai lần tích này, số hạng thứ nhất là x bình phương, số hạng thứ hai là gì? Số hạng thứ hai, số hạng thứ nhất nè là x dạ, bình, số hạng thứ hai, số hạng thứ nhất đây 3 phần 2. Đúng rồi, 3 phần 2, cho nên ngay chỗ này em phải là gì? Phải là gì? Ngay chỗ này phải là gì để ta định thức? Nhìn vào đấy, 3 phần 2 tất cả mũ 2. Tất cả mũ 2 có nghĩa là bây giờ nè, có phải là cái mũ 4 này ta chuyển nó về gì nào, ta đang tắt. À, còn cái 3x bình này này chính là bằng cái này đúng không? Có phải không? Thế còn con số 3, còn cái 3 phần 2 này nè, bình phương này thầy thêm vào để tạo thành hình thức. Giờ có nghĩa là thầy đang tách mà bóc tách ra ra trở thành là gì? Bình phương một số. Còn cái này ta bóc tách ra thành gì? Hai lần tích. Số hạng thứ nhất bây giờ muốn số 2 có hai lần, bây giờ trong trong hộp này cái 3 này chúng ta không thể tách ra thành số, không phải là số chẵn, nó tách ra thì nó phải là dạng phân số là 2 nhân với 3 bằng 2 không? Tức là thầy thêm 2 vào thì bây giờ thầy chia lại cho 2. Được chưa? Có giờ cái 3 phần 2 mũ 2 thêm vào thì bây giờ thầy gì? Cộng 3 trừ cộng vào thì bây giờ bớt ra, được chưa? Yeah. Để cho nó không đổi nha. Còn số 3 thầy bớt xuống. Được chưa? Bước tiếp theo thì thầy gom lại với nhau. Được chưa? Có phải không? Được chưa? Rồi. Như vậy rõ ràng tới bước này là dễ đơn giản chưa, thì cái này chính là bằng dễ x bình phương cộng cho gì? 3 phần 2 bình phương đúng không? Rõ chưa? Rồi ngay chỗ này là 9 phần trừ cho 9 phần 4 cộng với 3 em rút gọn luôn được không? Em hiểu không? 3 là 12, tức là 3 phần cộng 3 phần 4. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta đánh giá được tới bước này thì ta đánh giá được chưa? Được rồi. Bây giờ chúng ta thấy là gì? Cái x bình phương nè cộng với 3 phần 2 thì cái bản thân mà cái số mà bình phương lên đã lớn hơn không? Cái số này rõ ràng chắc chắn là gì đây? Cái số dưới cái cơ số này là gì đây? Có phải lớn hơn không? Yeah. Bình phương nữa thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn không? Nhưng mà cái cộng này lớn hơn không? Mà cộng với số 3 nó chắc chắn là gì? Để chúng ta sẽ lập luận một tí thôi, đúng không? Và chúng ta lập luận một tí được chưa nào? Rồi, thì bây giờ ta biện luận được rồi, có nghĩa là thì chỗ này thì giờ ta biện luận thôi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là đánh giá được là cái này là vì chúng ta có là gì nè, và x bình phương là cộng cho 3 phần 2 thì cái này luôn luôn là gì đây? Lớn hơn không với mọi x rồi. Lớn hơn không thì trong hộp này phải bằng không nhé, bởi vì nó là bình phương một số cộng với một số, rồi nói bình phương nữa thì chắc chắn là sẽ lớn không. Suy ra thì cái x bình phương này cộng với 3 phần 2 rồi cộng với 3 phần 4 nữa thì chắc chắn là sẽ lớn hơn không với mọi x. Rồi kết luận được chưa? Vòi. Chúng ta đã chứng minh được chưa nào? Được không?
Tương tự thế thì rõ ràng là biểu thức C này là dạng tích, đúng không? Mình muốn chứng minh cái tích này lớn không thì chúng ta cũng phải đi thì chứng minh rằng là lớn không với mx. Được chưa? Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta làm thử xem. Tự làm được không? Để suy nghĩ cái này. Câu C bây giờ chúng ta tách ra, đừng có tách ra đúng không? Bây giờ chúng ta phải chứng minh rằng là gì? Cái tích này nè. Nó có thể là gì lớn hơn thì bằng không, hay là chứng minh nó lớn hơn không là được. Bởi vì cái này là số dương rồi đúng không? Cái số dương thì bây giờ nếu như tối thiểu cái này bằng không á thì chắc chắn cộng với số 3 nữa thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn không, hoặc là chứng minh nó lớn hay không cũng được. Đó, nhiệm vụ em bây giờ chứng minh cái tích nó lớn hơn không được không? Một tích nó lớn không khi nào, khi là gì? Khi mà cả hai cái tư số nó đều lớn không hoặc là đều bé hơn không, đúng không? Dạ. Có nghĩa bây giờ em chỉ chứng minh từng cái tư số này nè. Một là chứng minh nó lớn không, nếu chứng minh tư số nó lớn không thì buộc cái tư số còn lại em phải chứng minh là lớn không, bởi vì tích của hai số thì cùng dấu với nhau á thì nó sẽ ra một số dương. Được chưa? Cùng âm hay là cùng dương thì nó sẽ ra một số dương. Em hiểu không nào? Có nghĩa là bài toán này quy về bài toán gì vậy thì chứng minh cái x bình phương cộng 2x cộng 3 này nè, em đánh giá cái này được không? Em đánh giá cái này là so sánh với số 0 mà lớn hơn hay là bé hơn không. Tương tự cái này anh đánh giá được không, chứng minh nó được chưa? Là mình Nếu tính như ra bạn chứng luôn minh đó hả? hả Là mình tính ra luôn đó hả? thì bây giờ em tách ra và thì rõ ràng nếu như mà cái từng cái từ số này mà số từ số này dương, số này dương thì hai số dương nhân lại là vẫn là dương, mà số dương này cộng với số dương này nữa thì chắc chắn là lớn không. Bây giờ nhiệm vụ em đi tách ghép ra đây, giống như câu trên này nè, đúng không? Em phân tích cái từng cái thừa số này ra về cái dạng gì, bình phương một số cộng với một hằng số dương, đúng không? Được chưa? Nếu mà em muốn chứng minh nó là một số dương, còn nếu như mà em chứng minh số âm thì nó sẽ bằng là trừ bình phương một số được trừ cho một số số dương thì nó kết quả là số âm. Còn lại cái cách làm chưa? Thì vấn đề không? Rồi tự làm đi. Nó là giảng rồi đó thì chúng ta hướng dẫn rồi thì tự làm. Đừng có lười suy nghĩ là rồi luôn á. Cái bài gì cũng thấy khó quá, cái lười suy nghĩ kia là cái tay vào làm, bài tập về nhà, giao bài tập về nhà, thấy không làm không chịu nộp bài tập, lười quá. Đó nhất lần một nha, lần thứ hai là không có rồi nha, chưa? Mình chưa ý. Dạ. Lần thứ hai cuối mà làm chưa nào? Giao tới một tuần. Toán là đâu có dạy liên tục đâu, đúng không?
Rồi xong chưa? Bây giờ chúng ta chứng minh câu C được không? Ba với bốn. Bây giờ chứng minh cái này lớn không đi, bây giờ là biết không, tự chứng minh ra hãy chỉ rồi. Đúng không? Này chúng ta đã chứng minh rồi mà, ta có gì nào? Ta có là x bình phương này, đúng không? Cộng cho 2x này, cộng 3. Như thế nào? Đánh giá được không? Đánh giá cái này là dương hay âm đây? Dạ, hay là... Cái này bằng gì nào? Tách ghép được không? Nãy giờ ta tách ghép rồi đó. Tách ghép để cho nó trở thành hàng định thức. Đây, tức là cái chỗ này là bình phương số hàng thứ nhất, thấy chưa nào? Dạ. Thì đó này nè, bình phương số hàng thứ nhất. Rồi tiếp theo là gì? Cộng cho hai lần tích, đúng không? Dạ. Số hàng thứ nhất. Như vậy ta thấy là x bình phương, đây bình phương coi. Hai lần tích số hàng thứ nhất là 2 nhân với x này. Thì chỗ này chúng ta nhân với gì đây? 2x, thì chỗ này sẽ ra gì? Phải 1 không? Dạ. Đúng không? Thì ngay chỗ này phải là cộng thêm mấy nữa? Để trở thành hàng thức 1 3, có nghĩa là bây giờ là 2x bình phương cộng 2x viết lại. Còn cái 3 bây giờ nếu như em coi như là chỗ này em tách ra bằng 1 thì chỗ này cộng thêm bước mấy nữa? 3, bây giờ em viết chỗ này thành 1 rồi thì chỗ này phải thêm vô gì đây? Phải tách ra 3 là bằng gì? 1 cộng bước mấy này tách ra nè. 2. Đúng không? Thì cái này chính là bằng gì? Đúng chưa? Thì có phải là nó chỉ lớn không với mấy không? Để ta đánh giá học rồi. Yeah. À, tương tự như thế chúng ta có gì nào? Ê, x bình phương cộng cho 2x cộng 4 như thế nào? Cái này chính là bạn gì? Tự tách ra được không? Đã được. Thì bây giờ ta thói quen thuộc rồi, cái x bình phương cộng với 2x cộng 1 thì cái này nó sẽ tạo thành hình thức nè. Đúng chưa? Thì rõ ràng bây giờ nó chỗ này 2x cộng 1 người ta có cộng 4 lần nhưng mà nó lòi ra ba đơn vị, đúng không? Thì ngay chỗ này chính là bằng x bình phương cộng cho 2x cộng 1. Đó, ta nhóm nó lại. Thì chỗ này là gì? Cộng 3. Thì cái này chính là bằng gì? X cộng cho 1 tất cả bên và cộng cho 3 thì nó đang đảm bảo cái này luôn lớn không với mà x, được chưa? Yeah. Đúng không? Nên hai cái thừa số này thì lúc này ta suy ra gì? Cái x bình phương cộng cho 2x cộng 3 nhân với gì? X bình phương cộng cho 2x cộng 4. Cái này sẽ đảm bảo sẽ lớn không với mấy câu. Dạ phải. Đó, tiếp tục chúng ta suy ra luôn là gì? Cái số này lớn không là bây giờ cộng với một số lớn không nữa thì chắc chắn đảm bảo là gì? Cộng với 3 nữa thì chắc sẽ lớn không với mấy. Vậy là xong rồi đó, đúng không? Như vậy là đây chứng minh được chưa?
Được rồi đúng không? Đó. Được Để chưa? em Như ghi vậy. lại cái này. Nhân 1. Xong rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Cái này làm được không? Cũng bị thầy ơi, là mình lấy cái này là x mũ 2 trừ 2 lần x nhân cho 1 cộng 1 mũ 2 á thầy. Thì cái này bằng cái gì? Phải tách nó ra chưa? Phải căn cứ vào cái chỗ này bằng cái gì chưa? Dạ. Cái này bằng bình phương số hạng thứ nhất là x bình phương nè. Dạ. Tiếp theo phải là gì? Hạ trừ 2 lần. Trừ hai lần x số hạng thứ Dạ. nhất thì chỗ này phải nhân với gì? Một. Cái này nhân với một. Căn cứ vào đâu? Nhân với một. Bây giờ đúng là có nghĩa là cái x bình phương viết lại này, còn giờ cái trừ x em tách nó ra thành bằng gì? Hai lần x nhân với mấy? Cái x này nè đúng Dạ. không, cái chính là con x này, mà giờ nó thêm số 2 vô thì một cái chỗ này phải là gì, nhân Một phần 2 vô thì hai. chỗ chỗ này phải nhân với 1 phần 2 đúng không, như vậy cái số hạng thứ hai phải là 1 phần 2 được chưa, thì chỗ Dạ. này phải là gì, chúng ta phải cộng thêm vô gì đây, Cộng 1/2. sẽ là cộng 1 phần Còn cộng 2 học, 1. sẽ là cộng 1, em học rồi em không nắm vững được cái hành kiến thức à, không có lĩnh hội được à. A cộng cho trừ B bình phương nhất chia nhất lại nhiều lần thì cái này bằng cái gì? Chứ đừng quan tâm cái này không phải là hạng định thức, mà chúng ta phải biến đổi về cái hạng, nó phải lòi ra cái hạng thức này nè. Tức là phải có gì đủ bộ A này nè. Thì nó mới tạo hạng định thức được. Thì cái này mới có gì x bình phương số hạng thứ nhất này trừ cho hai lần số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai, bây giờ thiếu cái gì?
Nếu cái b bình này nè thì b bình đây chính là gì? 1 phần 2 tất cả bình phương. Ừ, là 1 phần 2 tức là 1 phần 2 bình phương, đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải làm sao thêm bớt nữa để nó sẽ bằng với thằng này. Cái bình phương này chính là thằng này rồi. Còn cái gì, trừ x này nè chính là bằng thằng này rồi nè. Đúng không? Còn cái cộng 1 này nè, bây giờ cái cộng 1 phần 2 bình phương tức là nó không có, so ban đầu là không có, tức là thầy chỉ bị thêm vào, tức là bớt ra. Thêm vào bao nhiêu? 1 phần 4, thì bây giờ thầy bớt ra gì? 1 phần 4. Cái này chính là 1 phần 4 nè. Được chưa? Yeah. À, còn cái cộng 1 bây giờ viết lại thôi. Hiểu không? Thì cái này chính là bằng cái gì? X mũ x cộng 1 tất cả của A. Sao là x trừ cho 1 phần 2 tất cả bình phương, được chưa? Yeah. Chỗ này là gì? Cộng cho 3 phần 4. Thì đảm bảo cái này là luôn luôn dương không? Được chưa? Với mở x được chưa nào? Thầy giải thích ra nha, chỗ này thầy ghi thế thì em tự giải thích ra được không? Được không? Được. Vì ở đây x trừ 1 bình phương đó luôn luôn lớn bằng không, bình phương của một biểu thức thì bao giờ cũng luôn luôn là lớn bằng không. Bây giờ nó cộng một số dương nữa thì nó sẽ lớn hẳn hơn còn con số không. Được chưa? Tương tự bây giờ câu B này chúng ta làm được không? Câu B này giờ chúng ta nói là gì? Chúng ta phải khai triển ra thì chúng ta loại nhân đa thức với đa thức, được không? Để chúng ta xuất hiện hai đẳng thức. Sau đó ta nhóm gom nhóm lại để xuất hiện hai đẳng thức, được chưa? Rồi được chưa? Hello ấy. Dạ. Yeah. Được chưa? Từ từ. Vâng. X x x hai bằng hai hai lần x hai mũ hai là hai hai là bao nhiêu? Khai triển hai đẳng thức ra thôi mà. Mình khai triển hai đẳng thức ra thì khai triển cái biểu thức này ra thôi, nhân đa thức với đa thức thôi, đúng không? Muốn nhân đa thức, đa thức thì cái này chính là nhân lấy gì? Thì cái này x trừ 2 nhân cho x rồi cộng cho gì đây? À, trừ cho x trừ 2, đúng không? Yeah. Nhân với gì? Nhân với 4 rồi cộng với 3. Đó, thì rút gọn đây thì kết quả chúng ta sẽ được là x bình phương trừ cho 2x với là trừ cho gì đây? À, 4x, đúng không? Và cộng cho ta, cộng cho 3. Cái này rút gọn đi thì kết quả là bao nhiêu? X bình phương trừ cho 6x cộng cho 11, đúng không? Thì cái này chứng minh nó dương được không? Quen thuộc chưa? Tự tách ra được không? Được. Tự làm thử coi nào. Trừ 2, trừ 6, cộng 1. Tự tách ra xem. Dương.
Từ sống. Từ động. Nhu tâm trường hơn x mũ 2 trừ 6 x cộng Bao nhiêu? trừ 6 âm thầy Cho là âm. x Âm sao được mà âm? trừ phải của x mũ 2 trừ 6 x cộng 1. Em phải tách nó ra để trở thành điện thức cộng với một số dương, được chưa? Được không? X mũ Em tách nó ra để cái này thức thôi, đơn giản mà. Này trở thành cái gì? Ừ, rồi. Em có làm nhiều rồi mà, đúng không? Này trở thành cái gì nè? Thì cái này bằng cái gì? Thì cứ đúng chúng thôi, thì cái phải làm gì? Phải làm cho ra cái này nè. Thêm bớt vô. Được chưa? Làm sao có ba số hàng này trước rồi đã, còn còn phần còn lại em thêm bớt vô là đủ. Nên giống với biểu thức ban đầu là được. Hiểu không? Để ra nó có bình phương số hạng thứ nhất chưa? Dạ rồi. Ừ, chính là x bình đấy. Viết lại thôi. Rồi, thì chỗ này dấu trừ viết lại nè. Như vậy rồi 2A. 2 đây, A chính là x nè. Thế Nhân thì con B là bao nhiêu? ba Ừ, nhân 3. Thì chỗ này phải là gì? Cộng với gì? cộng 6 3 mũ 2 32 là bao nhiêu? 62 Là 9 9. 9. Thì bây giờ chỗ này 11 rồi, nhưng mà có nghĩa là bây giờ này cộng 9, bây giờ mình đã thừa ra bao nhiêu nữa? trừ 9 Trừ 9 cộng 11 đúng không? Ý là cộng em hiểu như thế, nhưng bây giờ chúng ta hiểu nhanh rồi, cái 11 này mày đã tách ra thành số 9 được không? Cái đường Rồi chỗ này cộng với mấy? hai Ừ. Thì cái này là gì? Ba cái hạng tử này mà trở thành hạng điện tích chưa? Chính là x trừ cho mấy? trừ ba tất cả mũ hai Ừ. Nhanh không? nhanh Cộng 2 thì cái này là đảm bảo là gì đây? À, như vậy chúng ta đã đưa về bình phương một số này, cộng một số dương. À, thì ta lập luận được chưa? Ở đây ta có là vì gì nào? Vì x trừ 3 này, à, tất cả bình phương cái này lớn không à, với mọi x. Được chưa? Do đó ta suy ra gì đấy? Ta suy ra là x trừ đi 3 bình phương cộng với 2 đảm bảo là lớn không với mấy x giờ. Dạ. À, xong rồi, được chưa? Tương tự bây giờ câu C chúng ta làm được không? Được không nào câu C? Câu C C chúng ta làm được chưa? 2x mũ 2 trừ 4x
suy nghĩ coi, như nãy giờ chưa làm được đúng không? Về nhà phải làm lại đúng không nào? Nhưng phải về nhà giảng xong kia thời gian hiếu hiếu rồi về nhà không làm bài tập là coi như là chúng ta không có kỹ năng, phải chưa nào? Cứ ngựa xem hoa không có kỹ năng đâu, làm không có kết quả gì hết, không có tiến bộ đâu, nó rồi chúng ta phải luyện luyện vào thì nó chuyển hóa thành kiến thức của mình được. Còn nó mới nghe thời giảng thôi thì sao mà chúng ta nắm được nha, phải làm đi nhiều lại. Về nhà đừng có xem lời giải nha, chúng ta dừng video lại đúng không, ví dụ chỗ nào thì dừng lại để xem tua lại coi lại được coi nha. Được không? Bây giờ tách ra ra thôi đúng không? Bây giờ cái dạng này thì chúng ta phải kết hợp lại. Ở đây nó có nhiều. Ở đây nó có 5 hàng tử lần đúng không? Thì bây giờ tách nó ra được không? Suy nghĩ thứ coi nè. Cái chỗ này chúng ta thấy là gì? Alo. Dạ. Bây giờ chỗ này chúng ta thấy là cái ở đây chúng ta thấy những số hạng nào có thể viết cái dạng 2 mũ 2 chứ bình phương 4x mũ 2, 4x mũ 2. nè. 2x mũ 2. Cái chỗ này là 4y mũ 2 đúng không? Dạ. Thì bây giờ chúng ta để ý coi nào. Bây giờ nếu như chỗ này chúng ta có là 2, để ý coi là cái chỗ này là 4x 4y mũ 2 này đúng không, nhìn thấy chưa, Hello. thì nó có thể là bằng cái gì nè, phải sắp xếp lại thì cái này chính là bằng 2y bình phương đúng không, thì tiếp theo phải là gì, phải cộng cho gì đây, phải trừ chỗ này cho chỗ này cộng, nếu cộng chúng ta sắp xếp thì chỗ này nó có 2y thì chỗ này nó không có y, chúng ta chắc chắn không phải rồi, cho nên chỗ này này có phải không, phải ghép lại thì ra đúng không, thì cái này chính là trừ dạy 2 nhân cho 2y là thành 4y đúng không, 4y nhưng mà chỗ này là x, thì thêm x vô chưa, thì nó giống với chỗ hai số hạng này chưa,
Rồi. Như vậy thì đây bây giờ buộc chúng ta phải thêm vào những hàng tử nào nữa để đưa thành hàng nhận thức. 2x cộng 2. Sao lại thêm 2x mũ 2? Cho cái căn cứ vào đây nhớ, chứ đừng có quan tâm vào cái đề bài. Mà chúng ta có căn cứ vào cái bộ 3 đó. Thì chỗ này phải là gì? Cộng với gì? Em không thuộc hàng nhận thức à? Bình phương số ở x mũ 2. X mũ 2 nhưng mà chỗ này ta 2x mũ 2 lần, cho nên sẽ chỉ còn lại chỗ này là gì? X mũ 2 tách ra luôn, được chưa? Vâng. Được chưa? Như vậy rõ ràng là đó, như vậy còn lại gì? 2x cộng 5. Biết lại thôi. Đây, như vậy rõ ràng cái cụm này là trở thành hàng nhận thức chưa nào? Đã rồi. Đó, thì còn lại cái cụm này. Cái cụm này chúng ta tách ra được không? Nãy ta học rồi thì bây giờ ta nhóm nhanh được không nào? Ừ. Thì cái này chúng ta nhóm nhanh được không? Nhóm nhanh. Ừ. Thì cái này x bình phương cộng x cộng cộng 5 thì tách ra thành là gì? Là cộng cho 1. Đúng không? Trở thành hàng nhận thức chưa? Rồi cộng cho 4 ở chỗ này được không? Đó, thì rõ ràng thì cái này chính là bằng cái gì? Thì theo công thức thì chính là bằng gì? 2y mà trừ cộng cho x, à, trừ x tất cả bình phương. Yeah. Rồi cộng cho gì đây? X cộng cho cộng 1. 1 tất cả mũ 2 cộng rồi 4. Cộng cho 4. Như vậy ta thấy đây, cái biểu thức này nè là luôn lớn bằng không. Cái này là luôn không âm. Bây giờ cộng một số 4 nữa cho chắc là sẽ gì? Đánh giá được chưa? Được đúng không? Đó có là vì gì nào? Vì chúng ta có là 2y trừ x lớn bằng 0. Và gì nữa? X cộng 1. Đúng không? Đó. Cho nên ta cũng suy ra luôn là gì nào? Suy ra luôn là 2y trừ x bình phương. Được chưa? Cộng cho vậy x cộng 1 tất cả bình phương rồi cộng cho 4 nữa thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn không với mọi với mọi x, được chưa? Được chưa nào? Được đúng không? Đó, như vậy chúng ta đã đánh giá được chưa nào? Vậy được chưa? Kết luận thôi, vậy là cái biểu thức C chúng ta là gì đấy, bằng là 2x bình phương trừ 4xy cộng 4y bình nha, cộng cho 2x cộng 5 là lớn hơn không với mọi với mọi x. Được chưa? Nhiều hiểu vấn đề chưa nào? Rồi. Đó, chỉ cần như vậy thôi là được rồi, ok rồi. Được chưa ấy? Nắm được chưa? Dạ được rồi. Đó, cái dạng toán chứng minh một biểu thức dương thì chúng ta phải biết là chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta đi qua cái dạng về chứng minh đẳng thức thì cái này chúng ta cũng làm bình thường thôi, cho nào. Như rõ chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển qua phần tiếp theo, cho nào. Rồi. Dạng số 6 là chứng minh đẳng thức. Cái dạng này, do cái dạng toán là chứng minh đẳng thức nha các bạn. Thì
Thì cái này chúng ta cũng phải hình như chúng ta đã cũng làm nhiều lần rồi đấy mà chúng ta không có để ý thôi, được chưa? Thì cái này chúng ta thực hiện các cái biến đổi từ vế trái thành vế phải là được, cho nên đúng không? Thực hiện biến đổi thôi. Đã dùng hệ định thức, đã ta kết hợp hệ định thức để ta biến đổi một vế của định thức sao cho bằng vế còn lại. Thì thông thường chúng ta biến đổi từ cái đơn giản, đúng không? Đó. Biến đổi cái phức tạp về cái đơn giản hơn. Đó. Thì nó nên một đẳng thức thì nó gồm có hai vế, đúng không? Vế trái, ví dụ trong biểu thức này thì cái này gọi là biểu thức vế trái này, còn cái này chính là gì? Biểu thức vế bên phải, hiểu không? À. Thì cái này chúng ta đã chứng minh chưa? Cái này đã chứng minh rồi mà, đúng không? Nhà đấy rồi. Tương tự thì này chứng minh được không? Cái này em chứng minh được không? Ừ. Con này chứng minh được không? A Chứng minh được không? cho mình cái giống cái gì cái thầy đại thức mở rộng á thầy. Cái này không phải mở rộng đúng không? Vì cái này đâu phải mở rộng đâu. Cái hình thức thức này á, theo em học rồi thì cái A mũ 3 này ta chứng minh được không? A Ừ. Bởi vì chúng ta có là gì? Là A cộng B tất cả mũ 3 đúng không nào? À, thì cái này bằng cái gì em học rồi? Ừ. ba. Một là em biến đổi từ vế trái thành vế phải. Thường thường á, nếu như biểu thức bên phải, biểu thức nào phức tạp thì ưu tiên nó biến đổi về biểu thức đơn giản, được chưa? Hiểu không? Thông thường chúng ta biến đổi từ cái phức tạp thành cái đơn giản hơn, được chưa? Trong hộp này biểu thức vế phải này sẽ phức tạp hơn, thì chúng ta biến đổi từ cái vế phải này biến đổi thành vế trái, được không? Như vậy chúng ta có thể biến đổi bằng cách như sau: biến đổi từ vế phải sang vế trái cho nó đơn giản này, được nè, hiểu không? Bây giờ biến đổi được không? Ta có là gì? Vế phải, vế phải đây chúng ta chính là bằng gì? Ghi lại thôi, a cộng b mũ 3 trừ về 3a. Đó, bây giờ biến đổi đi, thực hiện quy tắc gì? Khai triển cái hàng định thức ra, được không? Được chưa? À. Rồi sau đó rút gọn đi, nếu rút gọn mà bằng cái vế phải vế trái này coi như ta đã chứng minh rồi đó, tự làm được không? À. Rồi bây giờ chúng ta làm gì nào? A cộng B. Đây là ba 3A mũ 2 B mũ 2 A mũ 2
Rồi bây giờ chúng ta tính toán thử coi. A cộng với 13 trừ A, A mũ 2, B mũ 2, B. Rồi bây giờ em tính thử coi nè. Rồi tiếp bây giờ chúng ta chứng minh được không? Bây giờ chứng minh ra thử coi. Khai triển này ra thì rút gọn đi. Cái này học rồi em. Này em khai triển ra bằng cái gì nè? Alo. Dạ. Cái này khai triển ra gọi là bằng cái gì? A cộng B A mũ 3. Áp dụng hai định thức thôi. Khai triển ra rồi em rút gọn đi. Được không? A cộng B A cộng B 5 A mũ 2 trừ A B 7 bên 5 A cộng B A B mũ 2 A mũ 2
Ta phải lấy A cộng B ngoài nhân A mũ 2 trừ AB cộng 3 mũ 2. là bằng bao nhiêu? Thì cái này chính là bằng gì? A mũ 3 đúng không? Cộng cho gì? Cái tiến hành định thức ra thôi đúng không? Cộng cho B mũ 3. Rồi bây giờ cái này là nhân vô coi, thì 3AB nhân với A chính là gì? Trừ 3 gì? A bình B này. Tiếp tục là trừ cho gì? 3 A B bình đúng không? Bước tiếp theo bây giờ rút gọn, mình rút gọn các cái biểu thức này được không? Được. À, Thì cộng bằng gì? 3AB với trừ 3B là hết rồi thầy. Được, như vậy cái này là rút gọn cái này đúng không? Và kết quả chúng ta sẽ được là A mũ 3 cộng B mũ 3. như vậy sau khi biến đổi từ bên phải biến đổi sang một biến đổi thì nó bằng gì bé về trái chưa? Do như vậy là ta đã chứng minh rồi đó chưa? Có nghĩa là chúng ta có thể biến đổi từ bên phải sang bên trái hoặc là từ bên trái sang bên phải. Như trong cuộc này á thì chúng ta nên ưu tiên biến đổi từ bên phải sang bên về trái, vì từ cái phức tạp biến đổi về cái đơn giản thì nó dễ hơn đúng không? Chưa? Rồi thì bây giờ tiếp theo thì bây giờ thì cái câu B chúng ta làm được không? Được thầy. Còn về đang Câu quay. B. Câu B cũng tương tự thôi đúng không? Chúng ta cũng biến đổi về phải thành về trái thôi. Dạ. Được chưa? Đó thì đối với bài tập này thì cũng đơn giản thôi, do chúng ta chỉ cần học thuộc các cái hàng định thức đang nhớ rồi để chúng ta vận dụng vào chúng ta làm. Đó, thì buổi học hôm nay thì chúng ta dừng ở lại ở đây, được chưa? Có gì hôm sau thì chúng ta sẽ dành thêm một vài buổi nữa chúng ta ôn cái phần số, chúng ta chuyển qua phần hình, được chưa nào? À. Đó, rồi, thôi chúng ta tạm biệt ở đây nha. Bye Ba bye thầy. em.